Tiếp tục chuyển động 24 giờ, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Xuân Anh. Sau cơn mưa buổi trưa nay thì thời tiết tại Hà Nội buổi chiều lại hơi oi một chút. Không biết là kiểu thời tiết này có duy trì sang đến ngày mai không ạ? Dạ vâng, thưa anh Hạnh Phúc, ngày mai thì cũng oi đấy ạ. Bởi vì độ ẩm thì cao mà nền nhiệt thì lại tăng lên. Thưa quý vị khán giả, dự báo là ngày mai tại thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp miền Bắc, nhiệt độ sẽ đều tăng lên và ở mức là 32 cho tới khoảng là 34 độ. Cộng với đó là độ ẩm thì đều trên 70%, cho nên cảm giác oi nóng rõ. Dự báo là thời tiết ở miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội sẽ còn oi nóng trong cả 3 ngày tới. Nhiệt độ cao nhất sẽ đều khoảng 33 đến 34 độ. Độ ẩm thì tuy có giảm từ 70 xuống còn khoảng là 66%, thế nhưng đây vẫn là ngưỡng mà mọi người cảm thấy oi. Về đêm thì không khí dễ chịu hơn, tại thủ đô Hà Nội trong đêm nay ít có khả năng mưa, trời mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất khoảng là 26 độ. Đối với thành phố Hồ Chí Minh trong tối và đêm nay thì trời cũng ít mưa và khá mát. Ở khu vực trung tâm cũng như là phía bắc thành phố thì mức nhiệt là 26 độ, còn ở phía nam thì nhỉnh hơn một chút, 27 độ. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý.